khuya ngày 2 tháng 1, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong trong phòng trọ. Theo đó, vào chiều cùng ngày, một cô gái phát hiện bạn trai đã tử vong tại phòng trọ trên đường N5, phường An Phú, thành phố Thuận An. Tại hiện trường, người này tử vong trong tư thế treo cổ, danh tính được xác định là anh A, tên viết tắt, sinh năm 1993, quê Quảng Bình. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết, anh A và bạn gái thuê trọ sống chung với nhau. Ngày trước đó, cả hai có xảy ra cãi cọ nên cô gái bỏ đi. Đến khi quay về thì bất ngờ phát hiện sự việc. Thi thể sau đó được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.